Hồi nãy chú có chia sẻ là tôi thì tôi không thích lên chương trình để tôi khoe khoang tài Những sản cái nhưng mà đó các anh ấy lên trên sóng mà các anh nói như vậy thì nó cũng hơi quá. Vì cái tiền đó mình cũng đâu có cho ai đâu, mà người ta cũng đâu có cần đến mình đâu, mà chưa chắc đến ra ăn được cái đồng tiền của các anh ấy đâu. Thế nhưng các anh lên cái phô trương như vậy thì nó cũng làm cho nó rối thêm, nhưng nó cũng không hay gì. Cho nên là là cái điều kiện nữa, nếu như hai người hợp nhau thì có thể là về nhà tự lo lắng cho nhau, chăm sóc cho nhau, đó mới là cái vấn đề. đúng Chứ rồi. còn nói thì chỉ là nói thôi, chứ cái thực tế có thi hành được không, có thực hiện được không mới là cái khó, đúng không? Có một cô nào đó mà thích chú thì muốn về nhà chú ở thì liệu rằng thì có được không chú nhỉ? Cái đó là ok luôn, vì chú đi tìm người để về làm bầu bạn thì đó là nhà cũng đầy đủ hết rồi, cho nên là về nhà ở chứ không có phải. À là chú lo tất tần luôn phải không? Anh em Bình Dương xin được kính chào các cô chú anh chị. Hiện tại thì anh em Bình Dương đang có mặt tại ở đây là Bình Dương luôn cả nhà. Trước mắt cả nhà đây là một người chú đến từ Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai. Chú lên đây tìm một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Con chào chú nhé. Dạ. Rồi, chú Chú tên chào thì năm nay bao nhiêu tuổi? Chú có thể chia sẻ à, cho mọi người biết được không? chú Phạm Nhi năm nay là 65 tuổi. Dạ. Quê quán của chú ở đâu chú nhỉ? Quê chú ở ngoài Thái Bình. À dạ. Và hiện tại thì chú đang làm việc Hiện bây giờ là chú sinh sống ở nhà cửa thì ở Đồng Nai, thành phố Biên Hòa. Dạ. Hôm nay thì chú lên đây tìm một nửa yêu thương của đời mình hay sao chú? Thì đúng là chú lên nhà anh em ở trong chương trình là giúp chú đi tìm người, vì chú cũng đã ly hôn lâu quá rồi, 20 năm rồi, và bây giờ con cái thì cũng đã trưởng thành hết rồi, còn có một mình thôi. Thế bây giờ Dạ. là cũng cần có một người để về hỗ trợ trong cuộc sống này khác đó. Thì tôi lên nhà chương trình anh em là trong đội giúp đỡ dùm chú. Dạ. Chú có thể nói tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi được không? Chú Phạm Minh Nhi năm nay là 65 tuổi đó. 65 tuổi ha. Dạ, hiện tại thì chú đang ở Đồng Nai đúng không chú? Đúng rồi, chú ở thành phố Biên Hòa này. Dạ, thành phố Biên Hòa. Vậy là nhà cửa mình ở dưới đó luôn à? Đúng rồi, nhà dưới đó luôn. Dạ, vậy là chú được bao nhiêu người con chú nhỉ? Chú bốn người con, nhưng mà các anh các chị đó là có gia đình hết rồi, có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Bây giờ là coi như là chú ở một mình trong Giờ chú ở mình. dạ. Chú cho con hỏi cái là vậy là hôm nay thì chú lên đây thì chú với cái mong muốn thì tìm được một cô như thế nào, chú có thể là chú chia sẻ được không? Thì chú cũng mong muốn là chú cũng coi chương trình nhiều rồi, nhưng mà thấy là cũng có nhiều cô thì cũng có những cái hoàn cảnh giống chú, thì chú muốn là cái cô nào đó thì cũng là không còn vướng bận gì con cái, hai nữa là trong cái cuộc sống của cô thì cũng cũng không đến nỗi khó khăn quá, thì về có hai người cũng như là tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống là đi hết cái quãng đời còn lại thôi. Dạ. Chú mong muốn là tìm được những cô khoảng tầm bao nhiêu tuổi đổ lên và bao nhiêu tuổi đổ lại được không chú? Chú thì bây giờ nói đúng là mấy cô phụ nữ thì bây giờ nói chung là các cô là khoảng từng từ 45, 46 cho tới 55 Dạ. Từ 5 năm đổ lại cho tới đúng rồi. 46. Dạ. Nếu như có thí dụ có một cô nào trẻ mà thích chú thì liệu rằng chú Thì cái có đó cũng tùy theo cái, để nếu mà gặp được thì cũng có, nó có hợp hay không dạ có hợp hay không? thì cũng còn phải là chia sẻ mới biết được, đúng không? Dạ. Thì trò chuyện lúc nãy giờ với chú thì thấy nói chung là tính tình của chú cũng rất là dễ thương. Dạ. Chú có trong cái cuộc sống thì chú có hay chơi thể thao hay là như thế nào không chú nhỉ? Lúc trước thì cũng nó có thời gian nó thì cũng là có chơi bóng chuyền ấy, nhưng mà bây giờ thì cũng không, nhưng bây giờ đa số là đi thể dục chung, cái lứa tuổi cũng đã sẵn sàng với nhau vậy thôi, chiều hay là sáng vậy thôi. À vậy đó. Mình có hay đi ca hát hay là hàng ngày múa tối thứ bảy tối chủ Không, nhật không? chú thì cũng có nhà thì cũng có đầy đủ hết máy móc karaoke thôi, nhưng mà vui vui có bạn bè đến thì chơi vui thì cũng À ý là karaoke chứ. chú là hay hát karaoke ở trên Đúng hát rồi, hả? Dạ mà thì hát tại nhà không à. vậy thì trong cái quá trình mà chú 20 mấy năm chú ly dị với vợ vậy thì chú cảm giác ở trong con người mình có thiếu thốn một cái gì không? Nói chung thiếu thì nó cũng thiếu nhiều lắm, nó về cái tình cảm, rồi cái thứ hai là cái sinh hoạt, mà bây giờ cứ bây giờ thì các anh các chị con cái thì cũng đã có gia đình hết rồi, cho nên mình cảm thấy nó thiếu cái tình cảm này, nó buồn lắm, cho nên là chú cũng muốn là lên chương trình như vậy thôi, tìm người. Dạ, cái khi mà chú xem được những cái chương trình của con đó thì hồi nãy chú có chia sẻ là tôi thì tôi không thích lên chương trình để tôi khoe khoang tài sản hay là cái gì. Giống như kiểu mà chú Sương chú còn nhớ không? Đúng Một rồi người tỷ phú cả hàng có hàng chục tỷ đồng mà không che giấu bất cứ một cái gì á, đó là cái sự thật của chú thôi.
Nhưng mà chú thấy như vậy thì chú cảm giác như thế nào? Không, chú thấy thì nói chung là cuộc sống thì ai thì cũng phải có cái điều kiện kinh tế thì mới sống được. Dạ. Thế nhưng mà những điều kiện của chú thì nó cũng không phải là quá nghèo mà cũng không có cái giàu có gì, nhưng mà cũng là ok, bảo đảm ở trong cuộc sống thì mình cũng như một mình thì cũng thoải mái, rất là thoải mái thôi, Dạ. không có vướng bận gì. Dạ, nói chung là ở một cái có một cái khu nhà ở thành phố Biên Hòa là con thấy là thứ dữ lắm rồi đó. Phải không chú? Bình thường thôi. Dạ, à, chú cho con hỏi vậy là nhà mình là con cái có ở trong nhà nữa hay không hay là? Không, chú ở riêng từ ngày đó 20 năm nay là chú ở riêng nhà không. Dạ, nhà chú là vậy là hiện tại là ý là cho con hỏi là một lầu hay hai lầu? Không, chú làm là lần lẫn thôi chứ lúc À, trước lần là lẫn. chú bán cái căn nhà cũ rồi, Dạ. nó là một lầu một trệt À, cũng dài lắm, nhưng dạ. mà thấy có một mình nhỏ thế đợt này chú mua lại đất chú làm lại nhà thì chú cũng làm nhỏ thôi chứ gọn gọn ở thôi, cũng Dạ. có mấy phòng ngủ rồi cũng có đầy đầy đủ hết. Dạ, tại vì có nhiều cô ấy lên phản ánh đến nếu như mà quen được một người chú nào mà nhà lầu là không chịu đâu, tại vì lý do là quét nhiều quá. Dạ. Nhà chú không có, chú làm lửng này, bên dưới này thì cũng có phòng ngủ, cũng có phòng Dạ. bếp, phòng khách rồi cũng này khác, còn phòng trên cũng có phòng ngủ, phòng phòng này khác thôi, mấy phòng Dạ. thờ ông bà thôi chứ còn không có làm rành rang lắm, vì tại Dạ. chú cũng có một mình mà cho nên là nó cũng làm vừa phải cho Dạ. nên Cái khi mà chú xem được những cái chương trình của tụi con thì chú thích nhất là cô nào và chú có thể chia sẻ cho tụi con biết được không? thì nó thích thì cũng nhiều cô lắm, nhưng mà nó cứ, mình thích cái cô mà các cô có thích mình hay không nó mới là vấn À đề dạ đúng rồi, đấy. dạ Thế đúng cho rồi. nên là cứ trước mắt là chú lên cũng cứ chia sẻ cái bản thân như vậy thôi, Dạ. còn có những cái cô mà chú thích thì để chú nói sau đi chứ giờ nói đến đây thì nó cũng không tiện. Dạ. Nhưng cũng có muốn là cái nguyện vọng của nó có một vài cô đó, nhưng mà không biết các cô có hợp mình không, mình nói lên đây thì nó cũng không hay lắm cho nên là Dạ. Chú nói chung là chú được cái là cũng tính rất là ngay thẳng cả nhà. thế. Chú khi khi mà chú xem được cái đoạn video của cái người tỷ phú có hàng chục tỷ đồng đó thì chú suy nghĩ như trong cái bản thân mình là cũng là người đàn ông, chú suy nghĩ gì về người chú Sương tỷ phú đó? Không, chú thấy là những cái đó các anh ấy lên trên sóng mà các anh nói vậy thì nó cũng hơi quá, vì cái tiền đó mình cũng đâu có cho ai đâu, mà người ta cũng đâu có cần đến mình đâu, mà chưa chắc đến ra ăn được cái đồng tiền của các anh ấy đâu. Thế nhưng các anh À. lên cái phô trương như vậy thì nó cũng làm cho nó rối thêm, nhưng nó cũng không hay gì. Cho nên là Là cái điều kiện nó nếu như hai người hợp nhau thì có thể là về nhà tự lo lắng cho nhau, chăm sóc cho nhau, đó mới là cái vấn đề. đúng Chứ rồi. còn nói thì chỉ là nói thôi, chứ cái thực tế có thi hành được không, có thực hiện được không mới là cái khó, đúng không? Nói chung là chú ở đây là cùng quan điểm với tụi con và cùng quan điểm với những các cô chú anh chị tới đây để có thể là mình tìm một nửa yêu thương của mình. Đó là tại vì nhiều khi mình phô trương quá thì nó cũng không hay. Mà mình không phô trương ấy, thì có nhiều người nói ủa tại sao nghèo như vậy lại lên là đi tìm một người giống vậy đó. Cho nên là nhiều khi thật sự xã hội này nó hơi hơi khó chút xíu. Thì đúng rồi, chú nghĩ là bây giờ trước mắt lên thì cứ chia sẻ trong cái bản thân của mình, còn cái thứ Dạ. hai là cái điều kiện nếu mà gặp được cô nào đó mà hai bên hợp tình hợp lý nhau thì mình sẽ tâm sự chia sẻ nhau sau, Nếu chứ như còn mà lên có một cô nào đó mà thích chú thì muốn về nhà chú ở thì liệu rằng thì có được không chú nhỉ? cái đó là ok luôn, vì chú đi tìm người để về làm bầu bạn thì đó là nhà cũng đầy đủ hết rồi, cho nên là về nhà ở chứ không có phải. À là chú lo tất tần luôn phải không? Thì cứ về nhà ở, còn cái chuyện điều kiện kinh tế của nếu có thì cũng càng tốt thêm, À dạ. để cho vợ chồng nếu mà thành công thì có cái điều kiện này thoải mái thì đi chơi đi bờ chỗ này chỗ kia, thứ bảy người ta đi du lịch thì cũng là cái tốt rồi chứ. À vậy là chú có một cái sở thích các cô nha, các cô để ý chú nha, chú có một cái sở thích đó là thích đi du ngoại và thích đi du lịch. Thì đúng rồi, À. cũng có điều kiện thì cũng đi, và nhưng bây giờ cuộc sống thì nó cũng mai một chứ không có biết là nó như thế nào, thế cho nên là mình cứ thoải mái đi cho nó thanh thản cái tuổi già thế thôi, Dạ. chứ làm gì phải o bế quá. Dạ. À, chú lên đây kết nối chương trình thì liệu rằng các con của chú có đồng ý cho chú lên chương trình không? Các con thì nó cũng đồng ý thôi, À nó đấy đồng là ý vì hết. giờ nó cũng có con có cái, công việc của nó không À. gần gũi để chăm sóc cho mình được, thì Dạ. các con thì nó cứ nói là thôi ba cứ tìm được ai nhưng mà người cho đàng hoàng. Dạ. Chứ đừng có lên như mấy cô kia lên rồi bắt đầu được mấy ngày con về rồi sùm lôi ra kéo vô nói tung hết trên nó mất hay. Dạ. Thật sự thì tụi con làm cái công tác này cũng rất là khó cho tụi con. Nhưng mà hôm nay chú lên đây chú cũng thứ nhất là tạo điều kiện cho chú muốn tìm một nửa yêu thương của mình ha. Rồi đúng rồi chứ, về chú cảm ơn À, cảm ơn chương trình. chương Chú cho con hỏi cái là cái điểm yếu cũng như là cái điểm mạnh của mình thì chú có thể là chia sẻ cho mấy cô biết được không chú nhỉ? cái điểm mạnh của chú thì nói chung là chú cũng, lúc trước thì cũng nóng tính lắm, nhưng mà dứt khoát làm việc là cái nào ra cái nào, chứ còn không có cái kiểu mà
còn cũng là thuốc thang thì cũng không có hút rồi. Đó. Còn cái về cái rượu chè thì cũng phải có, đàn ông thì cũng phải có, nhưng mà nó uống như thế nào thôi, nó vui vẻ, có bạn bè hay khách cứ hay nhà có câu chuyện thì cũng là cũng vui vẻ thôi, nhưng mà nó có mức độ chứ không phải là nó quá đi rồi. Còn quá cái điểm yếu của mình thì chú có thể chia sẻ. Cái điểm yếu thì chú nói thật là bây giờ thì cái lứa tuổi nó cũng lớn rồi, thì cái tính cách năng động của mình nó cũng không còn được hoạt bát như lúc là còn son trẻ nữa. Thế nhưng mà cái cơ bản là tất cả thì nó cũng phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế và trong cái tình cảm của hai người nữa. Thế cho nên là muốn cô nào đó là nếu mà thông cảm mà nghe được cái clip này, coi được cái clip này á, thì cứ thực tế là mình phải gặp được nhau để mà tâm sự để mới hiểu được hết thôi. Chứ còn giờ nói lên cái điểm yếu thì mình cũng chả biết là mình yếu ở cái điểm nào nữa cơ. Chỉ chính mình là mình không nhận ra được, nhưng mà cái người ngoài ta lại nhận ra được cái điểm yếu của mình. Thế cho nên là cũng chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Dạ, chú cho con hỏi cái là nếu như mà chú lên hình như thế này thì chắc chắn là có rất là nhiều cô sẽ hỏi là hiện tại là chú làm công việc gì, và một tháng có thể là chi tiêu trong gia đình thì liệu rằng có đủ hay không. Cái nghề chính của chú lúc trước là chú lái xe. Thế nhưng mà từ 22 giờ là chú không có chạy xe nữa rồi, lớn tuổi rồi cũng không. Thế còn cái thu nhập bây giờ thì chú lúc trước thì làm thì cũng tích góp, thì giờ cũng có được số vốn thì cũng ít thôi. Thế nhưng mà tháng thu nhập thì chắc cũng được trên 10 triệu. À, vậy là hai ông bà sống khỏe rồi ha. Tháng mà nếu như mà mình bỏ trong ngân hàng như vậy thì tháng hơn 10 triệu là cũng đỡ rồi chú ha. Đúng rồi, thì cũng vậy thôi, chứ giờ lớn tuổi rồi làm bon chen gì nữa. Bây giờ nó riêng về chú thì giờ nói thành là phải lo cơm áo gạo tiền, nó cũng phải lo nó rồi. À, hôm nay thì chú tới đây á, chú có muốn nhắn nhủ gì với những cô mà đang chuẩn bị cũng như là đang muốn tìm hiểu chú một lời nào đó không chú nhỉ? Chú có thể nhắn nhủ những cô đó không? Không, thì chú cũng cảm ơn là nếu mà có cô nào mà xem được cái clip này thì cũng chú xin nhắn gửi tới các cô là cứ nếu như thích thì cũng cứ đến chương trình để mà ghi hình, rồi xin số điện thoại của chương trình để mà liên hệ với nhau. Để thì mà kết nối, nếu mà thành công được thì là tốt, còn nếu như không thành công được thì cũng cứ như lại với bạn bè trong thôi. Chú hay hát karaoke, vậy thì hôm nay thì chú tặng cho tụi con cũng như là các cô mà đang chuẩn bị giao lưu cũng như là muốn tìm hiểu chú thì một đoạn thôi có được không chú nhỉ? Thôi chú cũng nói thật là đi thì sang đây thì cũng mệt lắm rồi. Chứ cái thứ hai là lâu lắm rồi cũng không có, mà chú hát là phải có nhạc, có máy là hoàng thì nó mới hay được, chứ còn nếu mà hát khơi khơi không thì nó cũng không hay. Nên cho hẹn thì kỳ khác, nếu mà gặp được cô nào mà thành công thì vậy là chú nợ nha. Cho chú nợ ha. Chú cho con hỏi cái là vậy là cái chiều cao cũng như là cái cân nặng của chú thì để cho mấy cô để biết á. Chú cao 1m68, lúc nào nặng 6-7 kg. Vậy là chú rất là cao luôn cả nhà. Thì cũng bình thường thôi chứ không biết. Chú còn hít đất được nhiều không? Ok, cái đó khỏe thì còn khỏe mà. Còn khỏe ha, 30-40 cái luôn ha. Rồi, cái mong muốn của chú, đây là một người chú đến từ mảnh đất đó là thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay chú lên đây chú muốn kết nối yêu thương một người cô từ 45-46 tuổi cho tới 55 tuổi đổ lại, đó là cái ước mơ của chú. Nếu như có cô nào thì có thể là liên hệ trực tiếp cho tụi con ha. Ok, dạ, tụi con cũng xin phép đăng tải những cái đoạn video này, thước phim này lên trên các nền tảng xã hội. Thì chú cho phép tụi con đăng nha. Và sẽ không gỡ nha. Rồi chú đồng ý. Chú cảm ơn. Rồi thì bây giờ thì chú có muốn nhắn nhủ gì với mấy cô thì chú nhắn lời cuối để tụi con kết thúc video luôn ạ. Thôi trước tiên thì cũng xin cuối chương trình thì cũng có hạn. Thế cho nên là cũng xin gửi tới các cô nào mà nếu như cô nào coi được cái clip này mà cảm thấy có tâm huyết hay là cũng có những cái hoàn cảnh giống nhau mà muốn tìm hiểu thì cứ đến chương trình thôi. Thì nhờ chương trình là sẽ kết nối thì... Còn tôi thì cũng rất là thoải mái thôi chứ cũng không có cái khó khăn gì. Dạ rồi, như vậy chú ha. Chú cảm ơn. Kết thúc video tại đây nha. Rồi, chú cảm ơn chương trình.